Đẹp không? Đây là hút gì? Không có đối phó lại nó đâu. Chạy vô trong trốn đi, coi chừng nó tấn công đó. Chạy vô trong. Chạy. Hút gì? Nhanh lên. Nhanh lên. Chạy túi vô trong luôn. Chạy vô trong phòng trốn luôn, núp vô trong cửa, núp vô trong cánh cửa đi rồi bắt đầu tìm siêu nhân từ từ, núp vô trong đây nè. Vô đây. Vô đây. Khép cửa lại. Đứng như này. Đứng sát vô nha, đừng lên tiếng nha. Mình lấy cái nón bảo hiểm, rồi mình lấy xe, mình chạy đi tìm siêu nhân nha. Đi đi ra đây, mau lên. À, cái này cái gì? À, ở đây có 4 cây kẹo nữa, cầm 4 cây kẹo đi, chừng nào đói bụng mình lấy ra mình ăn. Cái nón bảo hiểm này đâu phải của bé Bo. Cái nón bảo hiểm của bé là cái nón nhỏ kia kìa. Cái nón này bé Bo đã không có vừa đâu. Che mất tiêu con mắt của bé Bo luôn rồi nè, thấy không? Đợi với bé Bo ơi. Nhưng mà chỗ này không có thấy siêu nhân. Ở ngoài kia là cái sông kìa. Mà bây giờ bé Bo còn lo ăn nữa nè. Đi đâu cũng ăn hết trơn á. Cái bụng no như vậy rồi nè, mà còn ăn nữa. Ăn mau mau đi, đừng tìm siêu nhân nha. Mình sẽ đi qua bên mé sông bên kia á. Nè bé Bo, đó là chiếc tàu chạy dưới sông đó. Thấy không, bé Bo thấy không? Chiếc tàu này nó chạy, nó chở được rất là nhiều thứ luôn nè. Ý, là con hút ghi. Nó đang định tấn công con bò kìa bé ơi. Con bò đó đang gặp nguy hiểm. Mình phải tìm chỗ ăn náu, xong rồi mình báo với siêu nhân. Ok không bé Bo? Cộng dây này không có bù được con bò đâu. Bây giờ mình phải lẩn trốn. Ok, đi qua đây. Còn quái vật bên kia, mình phải đi hướng này. Mình đi từ từ đừng cho nó phát hiện. Bé Bo, anh siêu nhân điện quang qua phía bên kia nè. Bây giờ mình đi qua bển. Nhờ anh siêu nhân điện quang giúp đỡ nghe bé Bo. Đi. À, xuống bé Bo, xuống. Xuống chạy bển đi, đi chứ, nó luôn rồi. Đi. Cái trái gì vậy? Cái bông đó siêu nhân không có lấy đâu. Bé Bo giữ để chơi đi. Bây giờ nhiệm vụ của bé Bo là dẫn các siêu nhân này nè đi tìm con quái vật lúc hút ghi lúc nãy để bảo vệ con bò. Cái bông này thì đưa đây, mình cầm cái bông cho. Rồi bây giờ dẫn các siêu anh hùng đi nha, các siêu nhân điện quang của chúng ta đó. Nó biến thành nhỏ rồi kìa. Rồi con hút ghi này nó bị siêu nhân đánh, bây giờ nhỏ xíu luôn rồi. À, bé Bo kéo cái này ra nó có giãn được không? Sao thấy ngộ quá vậy? Ui, con hút ghi này có hai chân không bằng nhau rồi, một chân dài một chân ngắn. Sao đi được? Không lẽ điên vậy? Điên vậy nè, kéo đi cái chân này ra nữa. Wow, còn cái tay nó dài được không? Đó, cái tay nó cũng dài ra luôn, còn cái tay bên đây nữa. Nó dài quá chẹn luôn coi đây. Bây giờ thu hút được con này rồi, đem về nhà thôi, cầm đi. Bé Bo làm gì vậy? Định lấy cây này đối phó với khủng long hả? Ý, rồi chiếc dép của bé Bo đâu? Bà chèn ơi, sao mang thêm cái cây này chi vậy? Để xuống mang đi, mang lên cây hồi nữa khủng long tới chạy không có kịp đâu. Mang vô đàng hoàng đi. Còn cái cây này nhỏ như vậy cũng không có đánh được khủng long đâu. Cầm hù nó thôi, hù mấy con khủng long nhỏ thì được. Vậy qua đây. Không phát hiện rồi. Sau một hồi nỗ lực chạy thì cuối cùng bé Bo cũng đã chạy thoát rồi nha các bạn. Bây giờ bé Bo sẽ tìm một chỗ nào đó, xong rồi mua đồ ăn, mua nước uống để nạp năng lượng vào trong cơ thể. Ở đây có bán rất nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. Bé Bo sẽ đi ăn. Bây giờ bé Bo ăn cái nào? Cái này á là xúc xích nè. Xúc xích nhưng mà làm theo kiểu quấn vậy nè. Để ăn trước thử cái coi là sao nha. Chấm dưới này. Cũng ok quá. À, ăn cái này hả? Mày cầm đồ này nè. Nè, cắt. Thank you.
còn có bánh tráng trộn nè, cái trứng gà nướng nữa. Bé Bo, trứng cút nè. Rồi bé Bo ăn thử cái này đi, hình đó giờ bé Bo chưa có ăn cái này các bạn ơi. Giờ cho bạn ăn thử nha. Ê, ngon lắm, ăn thử cái này. Trứng trộn, chua chua, mặn mặn. Bé Bo cũng quay lại với cây xúc xích nào. Anh, cái cây nhọn nó nguy hiểm nha. Cái nhọn nó chuyện đâm vô mỏ đó nha. Nè, bóc miếng này à, bóc miếng này à, cắn ra. Ăn xong thì bé Bo muốn leo ra ngoài cái căn nhà kia, nhưng mà không được nha các bạn. Chỗ này là chỗ dành cho những người trong ngành người ta vào. Còn mình đi chơi là mình chỉ đi được ở ngoài thôi. Có anh Goku lại đây cản bé Bo lại nữa nè. Bây giờ sẽ cõng bé Bo đi dài dài để tìm tìm siêu anh hùng giải cứu các con vật. Đó. Ê, coi chừng té. Anh người sắt đến đây này bác ơi. Bây giờ anh người sắt ở đây đối phó với những con khủng long kia. Bây giờ chúng ta phải đi về thôi. Cho anh người sắt xử lý đi. Hay quá bé Boy, đi về nhà mau lên. Bạn Boy đang thu gom siêu nhân lại để chiến đấu với khủng long nha các bạn. Ở đây có các siêu nhân đã biến hình rồi nữa nè. Còn các siêu nhân chưa biến hình ở đây trên cây là anh người sắt nha bé Boy. Anh người sắt ở dưới là có anh khổng lồ xanh, anh điện quang. Ở trên là anh khung sinh Goku, anh Superman với anh điện quang. Ba anh đã biến hình rồi đó, sẵn sàng chiến đấu luôn nha bé Boy. Bây giờ bé Bo đem mấy cái siêu nhân chưa biến hình đó, đem vô trong đi. Cho mấy siêu nhân ẩn nấu bên trong đi. Khi nào cần mới biến hình lên. Bé Bo mới mua được mấy đôi giới này nè các bạn, để đi ra ngoài mang vô. Còn cái này là hai cái kẹo. Còn cái này mới đã nè. Để mở cái này ra cho các bạn coi nha. Rồi. Dạ, được rồi bố. Cái này là cái gì không? Hơi quên á. Mở nón rồi cho bố cái. Trời. Rồi đồ khẩu trang cái luôn. Rồi, cởi áo qua đi. Bố tự cởi ứng cởi áo đi bố. Còn cái này nè. À, giống cây dù vậy đó nghe, nhưng mà không phải cây dù nghe. Cái này là một cái nón, một cái nón dù để mình đi ra ngoài nắng. Cái che này rất là mát. Cho bé Bo muốn bé Bo đi ra ngoài á, bé Bo sẽ đội này vô nè, đội vô như thế này nè, rồi đứng lên đây. Rồi đứng lên chưa nghe. Đó. Mắc cười luôn. Mắc cười luôn nha. Ngoài này ngoài nắng mà bé Bo không sợ đâu. Quá dữ rồi. Bé Bo đi đâu đem cái dù này theo nha. Đem cái nón dù này theo nha. Áo của bé Bo đã không các bạn? Áo của bé Bo có con này nè. Con này giống cái mặt con cá sấu à. Cái đuôi rùa dài xuống luôn. Này bé Bo mua ở đâu bây giờ? Mới đi chợ về mua hả? Phải không? Rồi đi vô nhà đi cho mát. Bây giờ làm sao đó đi. Khóc hoài nãy giờ là sao? Bây giờ muốn ăn phải không? Ra đây đứng. Vậy ăn cái gì? Ăn bánh mì phải không? Muốn bánh mì về ăn phải không? Vậy bây giờ Bo ở nhà đợi nghe. Vậy chứ không đợi ở nhà sao đi mua bánh mì được. Vậy kêu ai mua? Kêu ai mua bánh mì? Vậy nghỉ ăn phải không rồi ngủ. Mà bây giờ nắng lắm, bây giờ Bo không có đi ra ngoài nắng được.
Giờ này 12 giờ trưa mắc đi mua bánh mì ăn. Muốn ăn cái là phải ăn liền à. Nghe, không có đợi chiều được nha. Nó ăn gì giống cô ba hay gì vậy bà? Bánh mì thẳng tiếng đúng không? Một món ăn rất là hấp dẫn. Rồi đi lên trên đây. Wow, đến được không? À, các bạn ăn hết không? Ăn hết này không? Hãy xem đây. Chắc các bạn ăn hết nổi đâu. Ồ, bự chà bá luôn, sao ăn nổi, hết nổi. Đây, đây, đây. Ừ, cái đó là chà bông đó. Còn ở dưới đây là bánh mì nè. Bánh mì này là bánh mì chà bông nha. Nè các bạn. Đó, lớp chè bông bánh mì. Rồi, cầm miếng này ăn em. Béo béo, ngọt ngọt, mặn mặn. Ngon. Mấy bạn ăn nhiều nhiều đi. Ăn gì nào no thì cắt lên, không thì chiều ăn tiếp nha. Để giấy cho bé bò cái. Rồi nè, chùi đi, cầm đi, dính chỗ nào chùi vô nha. Chùi tay, dính tay, chùi tay, dính miệng hay chùi miệng. Năm siêu nhân hả? Năm siêu nhân à, đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5. Bé Bo ăn bánh mì không hết xong rồi đem siêu nhân tính cho siêu nhân ăn nè các bạn ơi. Khổng lồ xanh ăn đầu tiên hả? Nè, đút vô. Nè, 1, 2, 3, ăn vô. Để mà khi nào mà có khủng long tới thì siêu nhân sẽ xuất hiện bảo vệ bé Bo nha. Lúc đó siêu nhân sẽ phóng to lên bảo vệ bé Bo. Rồi mới tới siêu nhân nào? Siêu nhân xanh. Siêu nhân điện quang. Người sắt. Siêu nhân vàng. Hai siêu nhân chiến đấu tập vợt trước đó phải không? Rồi siêu nhân xanh bị thua rồi. Siêu nhân điện quang đã leo lên cây này rồi. Bây giờ bé Bo cho siêu nhân người sắt leo lên cây nào? Siêu nhân người sắt này nè, leo ở chỗ nào? À, ở dưới đó là có siêu nhân xanh canh dưới đó luôn phải không? Siêu nhân vàng bên đây nè phải không? Rồi bây giờ người sắt nè, cho người sắt ở đâu? Canh chỗ nào mà kín kín đó nghe, để hồi là có gì người sắt sẽ xuất hiện ra liền. Núp ở dưới đây được không? Ở dưới gốc cây này nè, trốn dưới gốc cây đi. Trốn dưới gốc cây không có ai thấy, khủng long nó không có thấy. Dưới đó dễ quá hả? Thôi vậy thôi, mình cho người khổng lồ xanh trốn dưới đây đi. Khổng lồ xanh sẽ núp ở dưới đây. Ồ, siêu nhân núp ở đây rất nhiều luôn à. Thôi giờ cho người sắt cho leo lên cây trên đây luôn. Người sắt leo lên cây, kế trái khế luôn, hồi ăn trái khế luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quá chừng nhiều trái khế luôn. Cây khế của bé Bo trái nhóc luôn, chuẩn bị chín hết rồi nè. Chín xong là bé Bo hái vô bé Bo ăn đã luôn.